Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với BinTalk. Các bạn thân mến, thời tiền sử luôn là một thế giới chứa đựng đầy bí ẩn. Và ngày nay thì các nhà khoa học vẫn luôn nghiên cứu và tìm tòi về thế giới này, đặc biệt là những loài động vật. Vậy thì chúng có điều gì thú vị? Mời các bạn cùng khám phá chủ đề ngày hôm nay. 12 điều thú vị về một số loài động vật tiền sử. Top 1. Thức ăn hóa thạch 110 triệu năm trong bụng khủng long. Con khủng long bọc giáp ăn bữa cuối cùng cách đây 110 triệu năm trước khi chết và bị cuốn ra vùng biển ngày nay là miền Bắc tỉnh Alberta. Con khủng long lưng gai cổ đại chìm xuống trong tư thế nằm ngửa, khiến lớp bùn dưới đáy biển bị khuấy động và bao trùm lên xác nó. Hóa thạch của nó vẹn nguyên như thể một con rồng đang say ngủ, được phát hiện vào năm 2011. Theo nhà địa chất học, thành phần thức ăn được bảo quản trong dạ dày của một con khủng long là phát hiện vô cùng hiếm gặp. Họ nhận thấy loài khủng long này khá kén ăn, chỉ một số loại dương sĩ không ăn cây mè và cây lá kim. Đặc biệt, trong nhóm nghiên cứu xác định 48 dạng bào tử phấn hoa, bao gồm rêu tảng, 26 loại thập tùng và dương sĩ, 13 loại thực vật hạt trần và 2 loại thực vật hạt kính. Họ cũng phát hiện lượng than khá lớn từ những mẫu thực vật bị thiêu rụi trong dạ dày, chứng tỏ con vật từng lang thang tới khu vực mới cháy trước đó không lâu. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy sỏi mà những loài động vật như khủng long ăn cỏ hoặc chim ngày nay thường nuốt để hỗ trợ cho hệ tiêu hóa. Hóa thạch của loài khủng long này được trưng bày tại một bảo tàng ở Canada từ năm 2017. Các chuyên gia đang tiếp tục nghiên cứu để tìm hiểu về môi trường sống và hành vi của nó. Top 2. Răng hóa thạch của cá mập Megalodon dài 8cm. Cư dân Florida phát hiện một chiếc răng hóa thạch hàng triệu năm tuổi của loài cá mập lớn nhất từng tồn tại trên trái đất. Khám phá được thực hiện một cách tình cờ bởi Kyla Ladd vào hôm 11 tháng 5 trong lúc dắt chó đi dạo trong khu bảo tồn phía tây bắc bang Florida. Cô cho biết đã đi trên con đường này hàng chục lần nhưng tối hôm đó mới chú ý đến hóa thạch. Ánh đèn đã chiếu vào nó đúng cách, làm nổi bật một chiếc răng trên bề mặt đất. Sau đó, họ gửi ảnh chụp vật mẫu đến một trường đại học của Mỹ để phân tích. Các chuyên gia cổ sinh vật học tại đây đã xác nhận đó là một chiếc răng hóa thạch của quái vật tiền sử Megalodon. Megalodon là loài cá mập lớn nhất từng tồn tại trên trái đất, thống trị các đại dương từ 20 triệu đến 30 triệu năm trước. Dựa trên các hóa thạch để lại, các nhà khoa học tin rằng chúng có thể đạt chiều dài 20 mét, gấp 3 lần cá mập trắng lớn ngày nay. Top 3. Khủng long bạo chúa cũng ăn thịt đồng loại. Các nhà khoa học tin rằng các loài khủng long ăn thịt thống trị khắp hành tinh 150 triệu năm trước có thể đã viện đến việc ăn thịt đồng loại khi thức ăn khan hiếm. Các nhà khoa học đã tìm thấy 684 mẫu vật có ít nhất một vết cắn từ loài khủng long ăn thịt đi bằng hai chân và các nhà khoa học tin rằng đó là nhóm khủng long bạo chúa. Các nhà khoa học cũng cho biết những vết cắn quan sát được bao gồm các dạng cắn thủng, cắt, rãnh, hố lõm và các vết rạch dọc. Phần lớn các vết này đều được tìm thấy trên xương của các loài khủng long ăn thực vật. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện những dấu răng được tạo ra bởi những con khủng long ăn thịt trên xương của những con khủng long ăn thịt khác, chiếm tới 17% số vết cắn. Khoảng một nửa số vết cắn này nhắm vào các bộ phận cơ thể ít dinh dưỡng hơn, cho thấy đó là hành động của những kẻ ăn xác và có thể là kết quả của một hệ sinh thái căng thẳng. Theo các nhà khoa học, những phát hiện này cho thấy bằng chứng đầu tiên của việc ăn thịt đồng loại của nhóm khủng long bạo chúa. Top 4. Khủng long ăn thịt tiến hóa thành khủng long ăn chay. Tại Úc, các nhà khảo cổ đã phát hiện các hóa thạch của một loài khủng long cổ dài, được cho là tiến hóa thành loài ăn thực vật từ tổ tiên ăn thịt của chúng. Một loài họ hàng của khủng long T-Rex với cái cổ dài bất thường đã được phát hiện ở Úc. Các nhà khoa học cũng cho rằng loài khủng long này từng là loài động vật ăn thịt, nhưng sau đó tiến hóa thành loài ăn thực vật. Thalassophosaurus, một thành viên của gia đình của loài khủng long Theropod, bao gồm các loài săn mồi. Nó đứng bằng hai chân sau, cao 2m và có tay ngắn với 4 ngón ở bàn tay. Ông Stephen Borobat, người đứng đầu nghiên cứu và cho biết đây là loài thực sự quý hiếm, chỉ với 3 loài được phát hiện ở Trung Quốc, Tanzania và Argentina. Đây là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện ở Úc, ông Robert cho biết. Top 5. Người ta từng nghĩ khủng long là voi. Vào năm 1677, một giáo sư người Anh đã tìm thấy một chiếc xương khổng lồ được vùi trong đất tại một mỏ đá tại Oxford. Ở thời điểm đó, các nhà khoa học khác đều rất bối rối và sau đấy liền kết luận vội vàng rằng chắc hẳn đó là một chiếc xương của một con voi kích thước khổng lồ.
Phải, ở thời điểm đó chẳng ai tưởng tượng rằng có những loài động vật to lớn như khủng long lại từng tồn tại trên trái đất này. Đó là lý do họ nghĩ đến loài động vật trên cạn có kích cỡ lớn nhất hiện tại. Dần dần, các nhà khoa học mới khám phá thêm nhiều điều mới. Năm 1842, nhà động vật học William Buckland đã gây ra những phản ứng mạnh khi khẳng định rằng những chiếc xương này là của một loài bò sát khổng lồ đã tuyệt chủng thông qua việc tìm thấy nhiều phần xương khác tương đồng với thứ mà Robert đã tìm ngày xưa. Ông gọi đó là khủng long. Nói xấu, khủng long có màu như thế nào? Bạn từng nghĩ về vấn đề này nhiều lần rồi đúng không? Dĩ nhiên là chúng ta không hề biết vì các hóa thạch chỉ cung cấp những thông tin về bộ xương, chứ chẳng để lại những thông tin nào về màu da của chúng cả. Tất cả những gì chúng ta thấy trên phim cũng đều là phỏng đoán mà thôi. Đối với nhiều người, khủng long có rất nhiều màu da khác nhau. Nếu các loài bò sát hiện nay có nhiều loài sở hữu nước da màu xanh, thì tại sao khủng long lại không thể nhỉ? Hoặc cũng có thể chúng sẽ có những phần phụ nhiều màu trên cơ thể, ví dụ như một phần màu sáng để quyến rũ cho con cái trong mùa sinh sản chẳng hạn. Top 7. Làm thế nào để phân biệt khủng long đực và khủng long cái? Về cơ bản thì đây đúng là câu hỏi thế kỷ và rất khó có lời giải đáp. Cho đến giờ, tất cả những gì chúng ta làm chỉ có thể là phỏng đoán mà thôi, bởi khủng long chẳng để lại cái gì ngoài những bộ xương không lành lặn và một đống trứng hóa thạch cả. Ở thời điểm khai quật, các nhà khoa học thường xuyên mò thấy những bộ xương khủng long có kích cỡ khác nhau và nằm cạnh nhau. Về lâu dần thì họ sẽ đi đến phỏng đoán rằng những con đực và con cái của cùng một loài sẽ không có cùng tầm vóc. Theo các nhà khoa học, khủng long T-Rex cái sẽ có kích thước lớn hơn con đực. Top 8. Khủng long không phải là sinh vật thông minh gì cho lắm. Mặc dù có cơ thể tương đối khổng lồ, nhưng khủng long cũng chẳng thông minh gì cho cam vì chúng có một bộ não bé tẹo. Ví dụ, mặc dù nặng từ 2 đến 3 tấn, nhưng khủng long Therizinosaurus chỉ có một bộ não nhỏ bằng một quả hồ đào mà thôi. Còn nếu nói về con thuộc hàng thông minh nhất, chắc hẳn là phải nhắc đến Trudon rồi, vì não của chúng to bằng quả trứng gà đó. Có lẽ đây là lý do mà Trudon được mô tả là tương đối năng động, tinh quái, với vị thế là kẻ ăn thịt. Còn con còn lại thì được coi như một loài khủng long có khả năng phản ứng tương đối chậm. Top 9. Vì sao khủng long nhanh chóng trở thành loài thống trị trái đất? Ở thời đầu đại trung sinh cách đây 250 triệu năm, 90% các loài đã biến mất. Chính điều này đã mang lại cho loài khủng long một môi trường tự do để phát triển. Khi cuộc hủy diệt thứ hai bất ngờ xảy ra vào cuối thế kỷ Triát cách đây 210 triệu năm, khủng long đã không còn đối thủ và nhanh chóng trở thành loài thống trị. Top 10. Vì sao có loài khủng long đi bằng hai chân, còn những loài khác thì đi bằng bốn chân? Một trong những đặc điểm chung của khủng long là hai chân trước luôn ngắn hơn hai chân sau. Như vậy, tất cả khủng long đều có thể đi bằng hai chân sau theo lý thuyết. Tuy nhiên, tại sao đa số những loài khủng long ăn thực vật thì không? Câu trả lời ở đây chính là yếu tố về cân nặng. Về mặt cơ bản, việc sở hữu cơ thể phát triển đến mức trở nên quá to và nặng nề đã khiến chúng buộc phải quay lại với việc đi bằng bốn chân, chứ không thể đứng lên bằng hai chân được. Top 11. Khủng long chăm sóc trứng như thế nào? Theo những hóa thạch mà các nhà khoa học tìm được, khủng long đẻ trứng và đặt trứng thành vòng tròn đều đặn trong một cái tổ đào sâu trong đất. Nhưng hồi đầu, các nhà khoa học cho rằng chúng chỉ đẻ trứng chứ không chăm sóc trứng giống như đa số các loài bò sát. Nhưng cuối cùng, họ đã nhận ra khủng long có hiện tượng ấp trứng khi họ tìm thấy những bộ xương khủng long phủ lên tổ của chúng. Top 12. Tiền thân của loài khủng long là những sinh vật rất nhỏ bé so với chúng. Theo nghiên cứu, tổ tiên của khủng long là Lagosaurus thuộc nhóm bò sát nguyên thủy Archosaur, chỉ có kích thước cỡ một con thỏ, dài 50 cm, nặng 100 g và có chân trước ngắn hơn chân sau giống như những loài khủng long này. Loài khủng long cổ xưa nổi tiếng nhất được cho là khủng long với cái tên kẻ cướp bình minh vào thế kỷ Triát cách đây 222 triệu năm, được khám phá vào năm 1991 tại Argentina. Nó chỉ đạt chiều dài 1 m và chỉ nặng 11 kg. Sau này, các nhà khoa học cũng tìm được nhiều bộ xương khác có kích cỡ nhỏ hơn. Nhỏ nhất có thể là loài Microraptor khi chúng chỉ dài có 40 cm và to nhất được biết tới nay là 83 cm, trong khi loài to nhất là Amphicoleus lại dài đến 60 m.
Các bạn thân mến, vậy là chủ đề vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và nếu các bạn có những gợi ý hay ho nào khác thì đừng quên comment ngay bên dưới để cho tụi mình cùng biết nha. Like, share và subscribe cho kênh của chúng mình. Và nếu muốn trở thành một trong những người đầu tiên nắm bắt được những thông tin nóng hổi đến từ BinTop thì đừng quên nhấn vào cái chuông bên phải nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.